Múi xù tăng 8kg khi mang thai, tiết lộ tên của con gái. Bi Bảo liền làm một điều ngọt ngào cho bà xã. Được biết đến rộng rãi với chuyện tình LGBT viên mãn, nhất cử nhất động của cặp đôi Bi Bảo, Múi xù luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Các vlog của cặp đôi này liên tục thu hút rất nhiều câu hỏi và sự quan tâm với lượng người xem không phải dạng vừa, đặc biệt là sau khi cặp đôi thông báo đã có được một em bé đầu lòng. Mới đây, trên trang TikTok của mình, Múi xù đã đăng tải đoạn clip nhận về nhiều sự quan tâm. Cụ thể, trong video cô cho biết em bé trong bụng hiện tại đã được gần 4 tháng, trộm vía, mẹ khỏe, ăn được nên cô tăng đến 8kg. Thông tin trên đã khiến nhiều người hâm mộ an tâm và gửi lời chúc sức khỏe đến hai mẹ con. Nhìn hình hai con đang lớn lên từng ngày, Bi Bảo rất khoái, ngày nào cũng tâm sự và hôn con thông qua bụng vợ. Khi phụ nữ có bầu, cơ thể sẽ có những thay đổi nhất định từ tinh thần và ngoại hình. Hiểu được điều đó, Bi Bảo đã đặt cho vợ những bộ đồ bầu và gối bầu để vợ thoải mái hơn trong quá trình mang thai. Trước clip, anh cho biết mấy nay bà bầu tính tình thất thường, đau lưng, đau đủ chỗ, tự ti nữa. Thời con gái thấy thương bà rồi, giờ có bầu thấy thương hơn nữa nên mỗi ngày đều cố gắng tạo niềm vui cho bà. Anh nói thêm, phụ nữ là vậy thôi, chứ trong lòng ai được tặng quà mà không thích, phải không mấy ông? Niềm vui của mấy ba đơn giản vậy đó thôi. Nhận được món quà từ chồng, Múi xù tỏ ra rất thích thú và hạnh phúc. Cô còn lựa ngay một bộ đồ và mặc cho Bi Bảo cùng ngắm. Có lẽ hạnh phúc đơn giản là vậy. Một món quà nhỏ, sự quan tâm của người thân cũng đủ để cô ấy hạnh phúc. Qua đoạn clip, Múi xù và Bi Bảo cũng đã tiết lộ tên đáng yêu ở nhà của em bé là Mật Ong. Để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé một cách tốt nhất, trước đó Múi xù cũng chia sẻ, đại gia đình đã chuyển đến một dinh thự ở Wyoming của Mỹ. Được biết căn biệt thự khang trang này được Bi Bảo và Múi xù tậu hơn 4 năm trước, nhưng chưa có cơ hội vào ở, chủ yếu vì cả hai đều sống ở Việt Nam. Cô cũng từng chia sẻ, ước muốn của Múi xù là được sống cùng bố mẹ của mình và bây giờ nó đã thành hiện thực. Trước đó, cặp đôi từng chia sẻ cả hai đang làm thủ tục để cùng nhau sang Mỹ đón con đầu lòng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không được như mong đợi. Bi Bảo đã trượt buổi phỏng vấn và Múi xù sẽ sớm quay trở về Mỹ để sinh em bé. Dù rất buồn, nhưng cô luôn động viên chồng cũng như người yêu mến đừng quá lo lắng. Nhìn những hình ảnh giản dị của vợ chồng Múi xù và Bi Bảo thật khiến nhiều người cảm động. Sau bao vất vả trên con đường nỗ lực để có con, giờ đây nhìn thai nhi lớn lên từng ngày có lẽ là điều hạnh phúc nhất của người làm cha làm mẹ. Bi Bảo, tên thật là Tô Trần Di Bảo, sinh năm 1994, và Múi xù, tên thật là Hồ Quỳnh Nhi, sinh năm 1995, là cặp đôi đồng giới có tiếng trong cộng đồng LGBT, được ngưỡng mộ qua mối tình hạnh phúc vượt nhiều chông gai. Sau hơn 3 năm kết hôn, hai vợ chồng Bi Bảo đi đến quyết định quan trọng trong đời khi công bố chuẩn bị có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Chi phí tiến hành, quá trình có con của Múi xù và Bi Bảo khoảng 4-500 triệu đồng. Dự kiến đến khi em bé chào đời, con số sẽ còn tăng lên hơn 1 tỷ đồng. Trước đó trên trang cá nhân, Múi xù đã chia sẻ quá trình một mình đi khám và thụ phôi thai vì Bi Bảo bị vướng giấy tờ, không thể đi Mỹ được. Được biết, cô đã quyết định cấy tinh trùng của một người đàn ông Mỹ có gốc gác ổn định. Kết quả, mẹ trẻ đã thành công lấy 16 trứng, cấy được 4 phôi thai và quyết định chỉ lấy 2 phôi để sinh hai bé gái trước tiên. Nói về hành trình tìm bé con của mình, Múi xù chia sẻ, cô thấy có chút tủi thân vì không có chồng bên cạnh, nhưng nghĩ đến hai con là nỗi buồn đều đi qua. Có thể thấy, tuy Bi Bảo và Múi xù phải trải qua nhiều biến cố trong quá khứ, nhưng hiện tại cuộc sống đã viên mãn hoàn hảo. Quá trình có con của cả hai cũng nhận được nhiều lời chúc phúc của netizen.